Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tập mới bằng một cách giết con mập này. Hôm nay mình sẽ làm giết bé mập này trong vòng 1 phút. Và trước tiên hết thì mình cũng nói luôn cho các bạn giới thiệu nó là làm sao mình có thể giết con này trong vòng 1 phút. Thì trước tiên hết là các bạn cần phải có một cây vũ khí màu tím cho đã. Nhưng mà phải là một cái cây cung rất là cần thiết, đó chính là Shadow Sharp Shot Bow. Các bạn có thể mua nó tại bất kỳ cái merchant, cái mấy cái chỗ nào mà nó có bán cái cây cung này, kiểu như là merchant, mấy hàng thương gia đó thường hay đứng từ lúc mà bạn bắt đầu, hoặc là những cái chỗ mà bạn đi vô cốt truyện chừng cái chỗ Meridian tập trước thì các bạn sẽ thấy tụi nó bán rất là nhiều và bán đủ hết đó, cho bạn khỏi lo. Thì các bạn sẽ thấy được cây cung này và nó cũng không quá là mắc, mà các bạn có thể cày nó, và nếu bạn nào không đủ tiền thì bạn có thể bán một số thứ để các bạn đợi đổi cây cung này. Cây cung này rất là đáng giá tại nó sẽ có những cái cây cung, nó có những cái cung tên khác và bảo đoán nó phá giáp. Và cái con này là một trong những con mà có khả năng là nó rất sợ phá giáp, cho nên mình có thể giết nó bằng cái phá giáp. Và làm sao để giết nó nhanh chóng thì mình sẽ chỉ các bạn luôn. Thì nhưng mà trước tiên hết chúng ta vẫn phải cần cái cung này đã. Và cái cung này mình đã up 3 cái modify weapon luôn. Đây, mình open 3 cái modify weapon đâu, cái này đúng rồi. Thì hiện tại là phá giáp của nó, các bạn đang thấy là cái màu tím của nó lên tới 211, gần mát luôn. Cây này rất là mạnh và phá giáp rất là chuẩn. Thì đây, hôm bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Rồi. Các bạn có thể tìm được thêm mấy cái mod. Con này nó sẽ random drop 3 cái mod cho bạn. Màu tím hết, đảm bảo 100% là màu tím hết. Và bây giờ mình sẽ bắn giết này cái đã. Từ từ đó mình check lại kìa. Mém nó lộn cung rồi. Từ từ đó, khoan nha. Đó, các bạn nhắm vào hai cái ống đằng sau lưng đó. Bỏ chạy à. Sẽ có một cái súng nó rớt xuống từ cái ống đó. Và các bạn hãy nhanh chóng làm sao mà cho hai cái này nó rớt gần nhau một tí để bạn có thể dễ dàng lụm lên như thế này. Rồi sau đó bạn cứ bắn thẳng vào mặt nó sẽ không làm được gì bạn đâu. Con này nó nhát á, khi mà bạn bắn thẳng mặt nó không dám gì hết. Chứ là bạn nhớ nhanh chóng định vị được cái thứ hai để nó chạy lại gần, bắn một hồi con này nó gục liền. Cái thứ hai này nó rớt ở đâu ta? Nãy tại vấn đề là mình chọi xa quá, nó rớt tuốt đằng đây. Chứ bình thường là mình bắn nó chút xíu là nó đã rớt rồi. Đó, quá đẹp. Xong. Chúng ta đã giết chết con này. Không tốn một giọt máu luôn. Không tốn một giọt máu, và các bạn thấy là điểm kinh nghiệm nó rất là nhiều luôn ở đằng khác. Và con này nó guarantee cho bạn, là đảm bảo cho bạn là bạn sẽ có 3 cái mod. Và các bạn buộc phải đảm bảo là bạn bắn rớt được mấy cái hai cái thanh trên đầu nó. Nếu mà bạn lúc mà bạn coi cái này bạn sẽ thấy nó trên đầu nó sẽ có hai cái ống rất là bự. Đó chính là hai cái súng này đây, và hai cái súng này là hai cái súng chủ chốt của nó. Và khi mà bạn bắn rụng nó, tại sao mình nói là các bạn nên sử dụng cái cây cung này, tại vì cây cung này nó phá giáp, tức là bạn bắn vào đâu giáp nó sẽ vỡ ngay lúc đó và nó rớt xuống ngay lập tức luôn. Bạn sẽ thấy có nhiều con là kiểu như là nó rớt liền ngay lập tức. Là giáp nó cái giáp thì nó không có thành vấn đề, nó chỉ là giáp bình thường. Nhưng mà con này, đối với con này thì hai cái cục trên lưng nó là hai cái súng, và hai cái súng này đam rất là cao, và các bạn nên tận dụng nó tối đa. Ok, và con này nó mỗi lần nó chết nó cho tới 190 metal shard. Và nếu bạn nào biết cách đánh con này thì nó rất là nhanh, 200 metal shard một lần. Mình không nghĩ tới 200 đâu, ý là từ tầm 100 mấy tới 190 là cũng khá là nhiều rồi. Và nó sẽ đảm bảo cho bạn rớt 3 cái mod màu tím như thế này. Và một cái crystal braiding nhìn cho bạn nào muốn grab một cái cây cái gọi là cái gì đó. Nó có nó hình chữ Y xong rồi có sợi dây cột vô á. Mình cũng không biết phải gọi nó là cái gì. Cành ná, mình cũng không biết gọi cái ná hay sao á. Mình cũng không rõ nữa. Nói chung là bạn nào muốn grab cái cây legendary, cái cây mà ná mà legendary thì các bạn buộc phải có cái crystal breeding đó. Vâng, và chúng ta đã giết được con này không tốn một giọt máu.
khá là dễ, không quá khó. Có nhiều các bạn làm quen một tí đồng hồ sẽ nhanh, nhưng mà bạn cần phải nhanh chân lên và bạn xác định được cái cục của con kia nó rớt xuống chỗ nào, vì đó là bạn sẽ dễ tiếp cận hơn. Hôm nay chúng ta mở màn một cái tập mới cũng khá là thú vị với cái con Thunder Jaws. Con này lần trước là mình có hứa với các bạn là mình sẽ quay trở lại để mình giết nó, tại do mình đang quay cốt truyện cho nên mình chưa thể nào mình quay ngay lúc này được, cho nên tạm thời là mình chưa có làm gì hết. Để mình còn mình craft cái gì nữa không, tại mình sharp shot, cái này rất là quan trọng luôn. Raccoon skin, vấn đề là kiếm được con raccoon đây ta. Mình đang rất cần cái này, tại vì mình bắn sharp shot rất là nhiều. Và với lại mình cũng đã kiếm thêm một cây cung khác nữa, cây cung Hunter Arrow, cây này cũng là một trong những cây legendary luôn. Và cây này có một cái gọi là Hard Point, bắn đàm rất là ảo lòi và bắn rất là nhanh. Cây này nó bắn, nó đã điều khiển nhanh hơn mấy cái cây bình thường nhiều. Và nó ý là cây này nó là đạn lẹ hơn. Nó không nói gì nữa, để mình vô vấn đề chính luôn. Là hôm nay nhiệm vụ của ngày hôm nay đó chính là đâu ta, lần trước mình dừng ngay tại cái Markers End này đây, mình chưa có làm xong. Và chúng ta sẽ đâm thẳng lên cái The Markers End luôn. Mình vừa mới fast travel lại và đi tìm cái con này để mình lên, đi lên luôn. Để coi, con này chạy cũng khá là tốt chứ. Nó chạy nhìn như là nó tướng nó châu bò hơn là cái con Strider nhiều. Mình cũng chưa thử bắt con Sawtooth, nó Sawtooth coi vậy chứ nó bự lắm, bự hơn này nhiều lắm luôn. Và Sawtooth thì mình nghĩ là chắc mình chưa điều khiển được liền đâu. Như này Strider thì phải, đúng rồi Strider. Mấy con này thì không có cửa nó chuyện nữa lắm. Để mình xếp cái nhà thì mấy cái chỗ này nếu mà bạn lưu nó lại thì các bạn có thể fast travel nếu như bạn cần. Mình xuống để mình fast travel cái nhẹ, mình lưu cái đó lại để sau này mình có thể làm gì mình fast travel lại được. Cái chỗ này làm cái gì mà nó tan tành mấy khối mình nghi lắm à, nghi lắm. Mình nghi cái thằng đó không phải là quân mình, cho nên mình mới dừng lại, chứ không nãy mình cũng tính phóng thẳng vào rồi. Bandit, mày nào bandit à? Cái này nó giống như mình các bạn chơi Far Cry nó có mấy cái outpost á. Các bạn có thể nếu mà bạn nào phải giải phóng mấy cái outpost này thì có thể là bạn sẽ được mấy người này sẽ tới, kiểu như có người sẽ tới giải phóng và làm chủ nó đây, thì bạn sẽ bắt đầu có merchant cái kiểu này nọ kiểu. Thì cũng giống như bên Far Cry thôi. Bạn kiểu như mở khu vậy á. Cái khu này giống như là một cái khu địa điểm vậy á. Thì bây giờ mình phải giải phóng trước cái đã thì chúng ta mới tiến hành đem quân vô đây được, thì map nó mới mở rộng ra cho chúng ta. Game này khá là hay chứ. Ý là cái cách mà thiết kế nhìn nó cũng không có nhàm chán như thằng bên thằng Far Cry nha, mỗi lần như vậy. Các bạn có thể chơi stealth như mấy cái chỗ này. Elite luôn rồi. Cũng hơn đó là trước khi đi mình làm nhiệm vụ này mình có nâng cấp cái skill skill cuối Leader Strike. Và nếu mà mình kỹ thì mình có thể đâm sau lưng cái thằng này. Thật quá, chưa biểu hiện. Elite luôn. Bandit Slugger. Bandit Warrior, chúng ta đang cố gắng stealth hết cỡ để mình check xem có thằng nào không. Để trước khi mình xuống thì mình cũng không ngờ, tại vì cái thằng nó thấy mình đi chậm chậm á. Nếu các bạn sau này mình tính mua một cái bộ quần áo kia nữa để mình add cái ngọc kia vô thì nó sẽ làm giảm cái tiếng ồn nữa, nó sẽ không bị phát hiện, thậm chí là bạn đứng sát hay gì đó. Bandit Warrior. Chúng ta có một thằng đang đi tới nữa. Mình tìm chỗ trốn rồi đã. Khu này có vẻ đông. Ủa, khu này có vẻ đông đó. Ôi, có thằng đâu đây?
Ôi, cái thằng này nó... Ôi, 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 ôi. Wow, giờ nguyên một bầy nó phát hiện luôn rồi. Má, mình đang cố gắng đi stealth mà tự nhiên có thằng này nó chui đâu ra. Cái thằng này dí ngay vãi. Thí nghiệm mình đang bắn cung tại vì mấy thằng này nó... Wow, 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 wow. Ô, một phát ngay đầu luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Nãy mình vô, mình không thấy cái thằng ở trên ta. Ác thiệt chứ. Con kia cầm heavy ra mới ghê chứ. Ô vãi. Take that one down. Rớt liền, rớt hàng. Một phát headshot liền. Ôi, bắn ngay đầu gì mà không chết. Bắn ngay đầu không chết tôi cũng thấy lạ. Cái cung tên này mình nâng quá trời nâng luôn rồi. Cho nên bắn mấy thằng này một phát ngay đầu không chết hết. Xuống em. Giờ mình chơi Horizon Zero Dawn mà vẫn có người rủ đánh Destiny, đánh Trials. Nhưng mà giờ mình đang quay với các bạn coi rồi, cho nên không có đi đâu được hết á. Giờ hình như chúng ta vẫn còn một số thằng hay sao, hai thằng, chúng ta còn hai thằng. Mà hai thằng đó thì không sao. Mình sẽ cầm này mình đi càng tụi nó, ba thằng chứ, còn thằng kia nữa. Wow. Mắc cười vãi. Cái điều cái này nó làm bạn hơi lâu. Cái kiểu này lúc mà nó bắn thì nó hơi khá là chậm. Nhưng cũng được, cũng không đến đâu nào. Để coi. Còn ai nữa không? Còn hai ba thằng đứng tốt đằng đây. Giờ nó nhắn tin một đống luôn, cái nó cứ hiện lên cái game của mình. Mày muốn gì mày? Ôi chết mẹ hết đạn. Đang quán này thì hết đạn, kỳ ghê. Vậy mà thanh niên này nhắn tin liên tục. Tại vì nó áp mình vô group thì lúc mà nhắn tin á, nguyên một đám nó đọc hết trơn, mình cũng đọc ké luôn. Tại vì nó áp mình Europe, kiểu ai vô chơi thì chơi. Ồ, có hộp màu tím luôn. Đi lút cái nhẹ. Tại nếu mà bạn nào mà giết cái thằng cuối á, thì nó đến nó dọn dẹp cái khu này liền. Cái đám mà mấy tụi mà này nọ, kiểu như là cái khu này đã được giải phóng, nó sẽ cử người tới, nó dọn dẹp khu này liền thì chúng ta không có lấy được đồ. Cho nên mình tranh thủ mình đi lấy đồ chứ thì mình giết cái thằng cuối vậy ra. Từ từ để tao lấy đồ xong cái đó mày. Đồ quá trời đồ đi. Đồ xanh cũng được. Trời, nó bắn mình luôn trời. Ôi vậy, bắn hụt quá ghê chứ. Rồi xong. Chúng ta dẹp nguyên một cái chạy bandit luôn. Chạy tụi ăn cắp gì nè. Chúng ta dẹp hẳn luôn 15.000 điểm kinh nghiệm, cũng khá là nhiều chứ. Woohoo. Đó, có merchant này nè. Có merchant. Thấy chưa, xác này ở đâu, đồ nó vẫn còn nè. Làm vô nguyên cái chôn cất cái kiểu luôn ha. Woo. Để coi chúng ta lên cấp bao nhiêu rồi. Để mình xếp lên chỗ này lại cái. Nếu bạn xếp nó lại thì bạn mới fast travel được. Đó mới là vấn đề. Để mình coi cái đồ đâu hết trơn rồi. Ủa, rốt cuộc là cái nãy mình bắn ở đâu ra vậy? Giờ cái... Ủa? Nó dọn dẹp cái khu này luôn rồi bây.
lên coi nó có gì bán gì không. Outfit thì các bạn có thể tìm bất kỳ chỗ nào nó cũng đều bán đồ mà các bạn có nhu cầu. Mình đang tính mua cái Nora Survival Heavy này để mình mặc, nhưng mà mình đang thiếu hai cái Watcher Heart. Thì cơ mình bán được khi mình bán luôn. Resist Corruption Weave, cái này mình chắc cũng không cần. Steel Weave 21-19 này bỏ nè. Nào yếu thì cho đi hết. Chừa này nào mạnh mạnh thôi. Mười lăm phần trăm, 16%. Mấy cái này nó cũng ổn, nhưng còn mình có nhiều cái nó tốt hơn cho nên cứ thôi thà để em ra đi thì sẽ tốt hơn cho cả hai. 43% luôn, ồ nhiều thôi. Free coin, fire coin 4-mấy% luôn. Tier coin, cái cao nhất của mình đang có tier coin là 48% và mình gắn nó trên cây cây mà phá giáp và nó phá rất là kinh dị. Bỏ một đống luôn. Skill mình gần lên level 24 luôn. Để coi treasure box có mẹ trong đây. Cool, crystal braiding ngon. Sparker, metal shard. Mình giờ mình metal shard nhiều lắm rồi, chúng ta cần những cái kiểu như skin này nọ tại vì mình hết rồi. Rồi, để coi có máu không? Hồi cái nhẹ. Ok, mình uống một bình máu rồi, lấy còn mấy cái kia để mình đi lượm mấy cái kia mình để sau. Này chắc hai con sawtooth quấn lộn nhau á. Ôi, cái này còn hơn cái sawtooth nữa. Behemoth, kính. Level 25. Con này rồi. Điểm yếu của nó là bắn trúng tâm nè. Con này là xuyên giáp, chúng ta phải bắn được, giết được con này. Nhưng mà con này tuổi lờ với con Thunder Jaws. Nhưng mà ý là mình vẫn chưa tìm hiểu cái con này như thế nào. Chúng ta phải tìm cái điểm yếu trước khi chúng ta đánh mấy con này. Nhất là các bạn nếu bạn nào đánh những con như Sawtooth này nọ thì nó cũng ngang cơm với con này. Nhưng mà trước khi mà đánh thì các bạn cũng phải ít nhất tìm hiểu là nó như thế nào và nó có cái gì trong đó mà chúng ta có lợi thế, giống như cái con Thunder Jaws này, mặc dù nó to thì nhưng mà nó ngu lắm, cho nên các bạn vẫn có thể giết nó trong cái một trong vòng 1 phút. Easy và luôn rồi. Có nhiều bạn cũng nói là tại sao mình không chịu cưỡi này nọ, như tập trước mình cũng đã nói rồi, thì như các bạn đang thấy đây là mình đang vẫn thích đi vừa lượm thì nó sẽ hay hơn là phóng một phát tới nơi luôn. Kiểu như mình cũng xài đồ khá là nhiều cho nên mình cũng đang muốn tiết kiệm và đang muốn... Ui, chết mẹ. Này Strider thôi mà. Trời. Thanh niên cục súc vãi. Cục súc dân chơi. Tôi cho mày ngủ forever luôn. Cục súc hả con? Wow, thêm thanh niên cục súc nữa. Cái này phải bắn trúng cái thôi sau lưng đó, nó mới gây đam nhiều. Chạy đâu em? Chạy đâu? Này kìa, nó gọi là gì ta? Cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng. Nhây vãi luôn. Không, cũng nhờ mấy đứa này lên level 24 nè. Đó, skill hai cái nè. Mình đang tính up cái skill này, ammo crafter. Nó sẽ cho bạn nhiều cái đạn hơn nếu mà bạn craft này nọ. Kiểu như là bạn cùng với một mức đòi hỏi nhưng mà nó sẽ craft được nhiều hơn vậy thôi.
hoặc là critical hit double shot bắn một lần hay cung cũng không cần lắm. Knockdown, cái knockdown này coi cũng hay á. Fighting back, heavy spear attacks deal increased damage a lot. Khi máu yếu sẽ tăng đam. Ô bộ trưởng một phát bể luôn. Vãi cái đấy. Triple shot bắn một lần ba cung luôn. Bắn phát chết luôn à. Còn này fast reload nạp đạn nhanh. Ê cái này được, cái này được, cái này được. Hay, tao đang cần cái này. Hay là mình giữ thêm một cái skill nữa rồi mình để mình fast reload đi hay hơn. Mình thích cái vụ fast reload hơn nhiều. Nhiều lúc nó reload chậm quá. Kiểu như bạn đánh mấy con như Thunderjaw này, bạn cần thiết là bạn phải bắn gần hai cung và hai vị trí khác nhau mà không thể nào bạn kẹp hai cái cung bạn bắn một lần được. Cho nên bắn buộc phải nạp đạn mà mỗi lần nạp đạn nó lại khá là lâu, cho nên mình khá là ngại về cái vấn đề đó. Với lại là có nhiều bạn kêu là tại sao mình không mặc cái bộ giáp nào mà có khả năng không gây đam, không bị ăn đam á. Cái bộ giáp đó tên là Shield Weaver. Và các bạn buộc phải lấy 5 cái power cell. Thì cái power cell đầu tiên nó nằm ngay cái phần mà lúc mà sau cái debriefing mà khi bạn được kéo vào bên trong nhà á, lúc mà Aloy nó không mặc đồ gì hết á, nó đang nằm nghỉ ngơi và nó tỉnh dậy á, là cái power cell nó nằm lẫn quẩn trong đó đó. Bạn phải lấy cái một cái trong đó trước đã. Thì nó nằm đó đó, bạn cứ đi một hồi là bạn sẽ thấy thôi. Trước khi mà cái bà mà gì bà vô bà nói chuyện với bạn, bạn coi cái tập nào trước đó của mình thì bạn sẽ biết cái đó rõ hơn. Còn cái power cell thứ hai là nó sẽ nằm trong cái nhiệm vụ này đây. Các bạn buộc phải làm một số nhiệm vụ nhất định thì bạn mới. Ôi, có mình chỉ đứng lên thôi mà. Ôi vãi, mình đứng lên mà nó phát hiện luôn. Mình khá là ghét con Watcher này, nó khá là phiền. Nhoi nhoi, không biết lượng sức. Nhưng mà sao Corrupted, à mấy con này Corrupted chứ phải con bình thường. Thằng kia đó lè. Một phát chết hết. Cây này mình upgrade kỹ lắm luôn á, cho nên không kiểu gì sống nổi. Nó cho bình máu thì mình phải xài thôi. Nhiều lúc mình giữ bình máu kỹ quá mình không xài cũng thấy hơi tội bình máu. Đó, nếu mà trong những cái trường hợp mà bạn bật con tập trung như thế này mà bạn, nếu mà bạn nạp đạn được nhanh nữa thì bạn còn bán được nhiều hàng như thế này trong lúc mà bạn đang tập trung thì nó sẽ hay hơn nhiều. Cái đám này là cái đám giết mà bên cái The Grooving nè. Mà sao mà tụi nó đóng chạy như đây luôn. Còn thằng kia nữa rồi. Mình có học một cái Shrine from above. Trời. Quánh luôn hả bồ. Đang là mình bắn một phát là nó gục luôn rồi. Nhào vô bạn, nhào vô. Nãy đứng sau cái cây thôi. Trời. Bắn ba phát vô đầu mới chết. Trời ơi. Thanh niên mình đồng da sắt. Bắn vậy mà không chết. Ghê thiệt. Thậm chí mấy bạn có coi phim phim One Set chưa? Có phim mà các thanh niên cầm cái súng tập luyện bắn mà cho cái bay diêu bay mà kiểu bay xéo xéo mà quay vòng vòng luôn á. Đó, này cũng ná y chang vậy luôn. Bây giờ đâu rồi? Rốt cuộc là đi bên đây hay bên đây? Sao nó tụi bay chỉ đủ chỗ vậy? Ê, sao này mấy này nó phát hiện như mắt thánh vậy? Gục liền. Mấy bạn muốn Rambo thì mình Rambo luôn. Oh shit, con này headshot, very human. Con này sợ lửa, vốn dĩ trước giờ mình có biết rồi. Đây gọi là một bình máu cân cả tim. Lần trước mình có nói là mình có hai cây cung, một cây là
chuyên để bắn lửa, một cây để chuyên để bắn bắn đam thôi. Thì bây giờ đúng lúc ơi. Wow. Cái con đó là cái thứ mà làm mình phải lùi lại đây nè. Mình phải kiếm cái chỗ nào bắn được nó mới được. Giờ sao lên đây ta? Nãy mình đi hơi quá đà. Giờ đâu có tiêu rồi. Nó rút vô trong lại à. Nó không biết luôn. Mới công nhận những cái AI của cái game này nó cũng không quá là thông minh. Nói thẳng ra là vậy, tại vì có nhiều lúc các bạn khi mà bạn đã chạy ra khỏi cái site mà nó không thể chạy ra được á, nó mấy con này chỉ một trong một số khu vực nhất định thôi. Và khi mà một khi bạn đã chạy ra khỏi cái site của nó rồi á, nó không có, thậm chí không có spawn con mới mà nó cũng không có chạy theo bạn nữa. Cho nên cũng không quá khó. Cái con này nó đi mà nó cũng phải để lại cái dấu đen đen gì nữa nè. Con quỷ này nè. Vừa đi vỉa hay sao? Đúng bao mày ghê luôn. Một phát chết liền. Như vậy nãy đây mình để cái cây này đam lửa tới 46 luôn. Mình có nâng legendary rồi mà nó còn vậy á. Hay là mình xử mấy thằng kia trước ta. Con kia nó cũng sợ phá giáp nhưng mà nó sợ lửa thôi. Để mình coi là mình có tìm đường nào lên lại được không ta. Đây. Có cái đường này lên lại được là có chuyện gì mình phóng lên lại. Well, report. Quá đẹp. You can see them. They can't see you. You can see them, they can see you. Yeah, đúng rồi. Tất nhiên rồi. Làm sao mà nó thấy tao được? Nothing. Cảm ơn. Nó quay cái mặt hẳn sang bên đây luôn mới ghê chứ. Từ từ đã. Sao á, lúc rồi mình nhìn trên tivi mình không thấy rõ. Quá đẹp. Quá ư là đẹp. Giờ xử nốt con này là xong. Đây con mình phá giáp được con này không ta? Con này chỉ ăn đam lửa thôi chứ không ăn đam phá giáp rồi. Căng đét. Trời bắn gì cũng trúng nữa hả trời. Đưa xử gấp con này luôn á. Nó tính bật choáng mình quý ghê chứ. Mà làm sao có chuyện đó được. Nhưng mà nó corrupt rồi. Chỉ nó đã choáng được mình rồi. Trời. Woohoo. Chạy. Chạy lên đây nào các bạn. Giờ cuộc vui nó mới bắt đầu nè. Lên đây em, mày ngon mày lên đây. Má đang chạy lẹo quá.
Cái này bắt đầu giống Ghost Recon này đó, tính đạn rơi. Tính đạn rơi với tốc độ đạn bay nữa, cho nên mỗi lần như vậy cái nó lại hụt một tí. Mà không sao. Một phát dính liền. Quá đẹp. Gục đi. Đừng có. Ây. Trời mà né mà cũng dính thôi, cái game này nó hắc não nhau vậy sao. Tao né nè, cũng dính nữa. Thật là khó hiểu. Đâu. Khó hiểu luôn. Con này chuyên gia vậy luôn. Mà thấy con này nó còn phiền hơn cái con Thunderjaw nữa. Ý là cái con này nó cứ chọi đá hoài luôn á. Nó ăn đam thì ăn, không ăn nhưng mà đá thì vẫn đá. Mà con này chỉ chơi cung lửa thôi chứ không chơi mấy cung khác nha. Vậy mới căng. Giờ bé muốn gì? Anh đạn nhiều lắm. Anh mày bắn tới Tết luôn rồi, anh chơi tới sáng mai cũng được. Không hiểu luôn. Go away. Cuối cùng cũng gục. Con này đánh còn mệt não hơn cái con Thunderjaws nãy nữa. Ok, để coi mấy này có gì. Cũng không gì quá đặc biệt. They've been uncovering here. Chúng ta lấy được đồ rồi. Lên tiếp chỗ kia để mình craft mấy cái máu me này kìa. Ôi rồi. Ờ rap được có một cái vậy ta. Mình giết con này luôn. Kinh dị Mỹ. Deathbringer level 4. Ờ không, con này cũng không có gì cho bò lắm. Mình cứ tưởng mấy con này level 15 hay cái con mẹ gì chứ. Ờ lộn, 25 hay con mẹ gì đấy. Này con này có 14 mà. Flamethrower, con này nó sợ lửa. Nó phóng ra lửa mà nó sợ lửa. Trời, nói nhiều lúc cũng khó hiểu vãi luôn. Oh, bye. I'll handle it. Steam's blasting out. Oh, sao đông dữ vậy? Đông vãi. Ôi vãi, nó né. Né được coi con. Má, nó né được mình luôn, ghê chứ. Trời. Máy này nó né cái như thần điêu đại hiệp chứ. Trời ơi. Thằng kia nó bắn xa. Cái quái gì mà nó bắn. Ủa, cái gì mà khó trúng dữ vậy trời. Chúng ta còn đường nào lên không ta? Mình kẹt ngay góc này luôn rồi. Này mình bắn lửa đi. Wow.
bắn này không chịu bắn lửa luôn. Tặng mày những một thanh. Dính rồi nè. Chết đi em. Chưa chết luôn. Này mình đồng gia sát rồi. Trời, bắn vậy không dính trời. À không, mình bắn trúng cái cây. Thế mới đâu. Mình cứ tưởng mình bắn trúng nó rồi. Có một cái thằng mà nó tuốt xài vậy luôn á. Mà tối quá mình còn không thấy đường nữa chứ. Sao rồi, còn nắp nữa chứ. Dính à. Wow, no. Rồi full máu nào. Con này gần chết rồi. Đốt đi, nhiệt tình lên. Đốt đi. Còn quá, vẫn chưa chết. Mừng quá. Còn thằng nữa sao? Sao mà không chết luôn đi. Giờ nó mới chết. Khá mệt não thiệt. Cái hàng này officer rồi, để mình coi có loot được con này không. Được chứ. Ồ, giống con Thunder Jaws luôn. Ba cái này. Ồ, 42 tier coin cao đó, 42 là cao lắm luôn á. Hên xui lắm luôn á. Xác ồn chứ, con này nó giống con kia đó. Lúc mấy con nào bự giống mấy con này thì mình nghĩ là chắc 100% là rớt hàng nhiều. Và đảm bảo là các bạn sẽ có 3 cục màu tím. Đảm bảo 100% luôn. Chúng ta đã có mysterious stranger. Chúng ta biết Hades là ai rồi đó. Mình nghĩ được rồi. No answer, huh? Figures. Mình coi chỗ này coi. Just keep getting stranger. I need to find a way inside the tower. Cái chỗ này nhìn quen lắm luôn á. Mà sao nó tối dữ ta? Tại mình nhớ là có một số chỗ nó chỉ ra là nếu hoàn toàn đi tới những chỗ như thế này bạn sẽ tìm được cái power cell cuối. Nó nằm ở đâu á, mình không nhớ nữa. Mình chỉ nhớ là nó nằm đâu vậy, trên một cái đỉnh rất là cao. Không biết là chúng ta phải làm hết cái nhiệm vụ chúng ta mới vô được, hay là chúng ta thể vô được sau cái đó. Nhưng mà cái này mình nghĩ là chắc phải vô bên trong rồi chúng ta làm hết nhiệm vụ và cái cuối nhiệm vụ mới có, mình nghĩ là vậy. Để mình đi vô trong thử coi. Looks tight, but I can squeeze through. Hold for identity scan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside.
Investigate the rubble. Okay. Wait, wait, wait. Ơi, ủa sao nó xuống không? 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? Cái này giống như cái mấy con tàu mà cái khúc ban đầu mình đã vô nè. Na ná gì vậy? Khá là giống luôn đấy chứ. Rồi này giống nhìn giống cái bàn mổ vậy. Không, cái này phòng chế tác à, nguyên cái con này nãy con hình như con nãy hay sao. Nằm ngay đây nguyên một chém chạy luôn. Welcome to FAS. Elizabeth Sobeck. Bà là ai ta? Yeah, go on. The air. There's no smell to it. Not even another cave in. Mình coi check cái chỗ này. Complain. Phàn nàn. Bả cái đấy. Wow 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 wow. Mình cứ tưởng phóng hẳn xuống luôn, ai ngờ nó sập trước khi mình kịp phóng xuống ha. Không có gì đây vậy. Chúng ta phải đi lên chứ phải đi xuống. Mình cứ tưởng đi xuống nhưng mà cái mũi tên nó lại chỉ lên trên cho nên phải tìm đường lên lại mới đâu chứ. Ôi vãi. Ôi vãi luôn. Ui còn phòng này nó dẫn ở đâu ta? Hồ đúng rồi, không ra đâu hết á. Phòng này cũng không. Hình như là vậy. Ừ, chúng ta buộc phải đi lên trên lại thôi chứ không có đường đi khác. Vì là nó cũng đã chỉ chúng ta lên trên rồi. Mà nãy là do chúng ta đang đi mà đi bị sập cái, cho nên chúng ta không có lên được. Là mình phải chèo lên cái khúc này ta. Đúng rồi, chèo lên cái khúc này nè. Cục này nó đang chỉ đường cho chúng ta nè. Nãy mình nhìn không có rõ khúc bên này, giờ mình thấy cam cam cái nào, thấy cam cam là cứ phóng qua thôi. Ok, giờ có thấy gì đó cam cam mà cứ phóng theo. Phóng lao theo lao. Tại nhiều lúc mình cứ tưởng mấy cái này nó giống như là chúng ta phải tự tìm hiểu hoặc là kiểu như là nó nằm sẵn trên map luôn, chúng ta không cần phải này nọ nhiều, cho nên lúc đầu cứ tưởng là không có những cái chỉ dẫn như thế này. Plants can find a way to hang on up here. Guess I can too. Bây giờ sao đây? Ủa là sao? Giờ tới đây đâu nữa ta? À, phải chèo tiếp. Mình cứ tưởng cái hộp đó là cái hộp đó dùng để bấm nút hay gì, mình nhìn đâu có nhìn lên khúc trên đâu, cho nên đâu biết phải chèo tiếp. Ôi vãi, mình cứ tưởng sang chèo sang bên trái mà nó tự động nó chèo sẵn lên trên luôn. Nhưng mà lúc mà bạn leo chèo nó lại tự động hơn, nó giúp bạn đi nhanh hơn nhiều. Còn chứ mà mình đi chắc mình tới Tết mới tới, là mình vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Này chắc là mấy cái này nọ thôi, data boy kiểu.
Supply crane. Gần tới cho ta, sao lên gì cao dữ vậy? Thấy mấy cục này chắc phải trèo tiếp rồi đó. Đó, đúng luôn, giờ bắt đầu game này bắt đầu giống Tomb Raider đó. Nhưng mà nhìn cũng khá là thú vị. Lúc đầu mình còn tưởng một game như thế này nó lại nghiêng về bắn súng hơn, nó lại chơi này nọ nhiều hơn là so với đây lại giờ có leo trèo như Assassin's Creed nữa, nhưng mà mấy cái này nó lại tiến tính nhiều hơn cho nên cũng không quá gì đặc biệt cho lắm. I'd have to leave something else behind. Hên quá, mấy nó té xuống dưới rồi. Hết hồn. Nãy mình phóng lẹ quá. Hên quá, cái lúc nào cũng dưới đây để phòng hờ, lỡ người chơi có nhảy hụt. Game cũng hay chứ, khúc này nhảy nó cũng tốt bụng hơn cái Tomb Raider nhiều. Nó phòng ngừa là lỡ người chơi có nhảy hụt thì còn có thanh ở dưới nắm vô kiểu. Chứ không nãy giờ té xuống người chơi lại từ đầu nữa. Cuối cùng mình cũng không biết mình đang đi đâu nữa ta. Nhưng mà có hai bình máu là hơi vui đó. Đúng rồi. Vì vậy chứ chạy một hồi lên không có gì cũng hơi tiếc. Gì đây? Đi bộ qua luôn cho rồi, còn nó còn kêu mình drop toilet để kiểu như là các bạn thả xuống giống như Hitman đó rồi xong mà đu qua. Nhưng mà thôi khỏi, mình không có đẳng cấp như vậy. Cho nên thôi kệ, cứ đi bình thường, miễn sao đừng té xuống dưới là được rồi. Cuối cùng là nhỏ này đi đâu vậy ta? Bandasi incident. All it takes is a few good handholds. A way up. Nữa hả? Lên tiếp. Lên thì lên thôi. Lên nóc nhà là trời. Alright, made it. Đây. À, cái chỗ này là cái chỗ mà power cell đây. Power cell nó nằm tuốt trên đây rồi. Các bạn phải lên nữa nha. Cái power cell nó nằm tuốt trên nóc. Mình nhớ cái chỗ này rồi. Chỗ đẹp vãi luôn. Ồ. Mà trèo nhìn cũng nguy hiểm phết. Đây, power cell đây. Đây là cái power cell thứ hai của game. Ồ, chỗ này đẹp quá. Đây là một photo mode cái nhẹ coi. Ồ, chỉnh cái này mới ảo nè. Mình là hết cái màu xanh này hơn nha. Ờ, để coi. Game đẹp vãi. Cái này có vẻ hơi quá. Cái nó zoom hơi mờ. Đẹp lắm luôn.
Đó, lâu lâu làm vài tấm Obtain Power Cell rồi các bạn có thể phóng xuống từ đây. Hoặc là có cái dây thần hay gì á, các bạn có thể phóng một phát xuống tới dưới luôn á, mình quên cái nút bấm. Đây là Rapple Down đây. Wow. Cái chỗ này photo mode được không ta? Được luôn, hay. Game này hầu như photo mode mọi nơi. Ôi chỗ này đẹp nè, để mình photo mode cái nhẹ coi. Không, mà cái chỗ này mình các bạn mình chỉnh hơi quá tà. Ui nhưng mà cái tấm này đẹp. Ồ, đẹp phết. Ok, để tiếp tục hành trình nè. Chúng ta còn cái nhiệm vụ đây nữa. Chúng ta được hai cái power cell rồi. Và nếu bạn nào làm tới nhiệm vụ này, bạn sẽ biết cái chỗ này thôi. Lên trên cùng luôn, như là mình đã cũng như dự đoán rồi. Oh yes, I believe I do. The file has been recovered. Scan the data form. Scan cái nhẹ coi. Elizabeth, good to it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your daddy confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You've screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes. Those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Farrow brought Elizabeth Sobeck here. But they hated each other. Another file has been recovered. Cái này không phải là cái glitch mà cái lỗi, mà chúng ta là một cái thảm họa luôn. Bad. Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of ông này ông build một đống robot giết người mà ông vẫn đặt tên là kẻ giữ hòa bình Peacekeeper. And you made them capable of self-replication. Limited self-manufacture controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean? Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. Nhiều quá. Là vấn đề là hai ông bà này ổng chế tạo một con robot giết người và nó xâm chiếm cả nguyên cái chế độ hành tinh này. Cái điều đó ai các bạn cũng biết rồi. Thì cái này là hậu tận thế bà rồi. Còn gì? Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This?
When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to US Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift open. Hết rồi. Giờ thì chúng ta có thể ra khỏi cái chỗ này và cái bà này bà đã đưa một cái chính sách đó, chúng nghĩa là bà còn cái project dự án Zero Dawn. Và chắc là mình nghĩ là chắc để tiêu diệt toàn bộ robot hay gì đó, mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà cái bịch hồi nãy nó cho mình tới 48 cái Metal Shard cũng. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that feral robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence, that's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. If you're so smart, why do you know so little after a lifetime scratching around in the dirt? It's not my fault you're bad at what you do. I came to these ruins looking for Elizabeth Sobek, not because of the things she did centuries ago, but because people are trying to kill me right now, today! I've got bigger problems to deal with than your crap. Congratulations. You just graduated from whining to throwing a temper tantrum. I'm sure Elizabeth would be proud. You need to get a grip on yourself and start thinking straight. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that feral robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The old one's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now,
Are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now, if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses, too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the Eastern Mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Đã làm xong nhiệm vụ ở the Mars Garden rồi. Rồi. Chúng ta được 3 cái skill boy để mình upgrade cái kia. 3 skill learn the ancient past. Dodge rồi, double shot không? Mình upgrade cái mà nào ta? Có cái nào này mình cũng đang cần lắm luôn á. Quên mất tên rồi ta. Balance aim, double shot knockdown. À không, fast reload đây, đây. Đây fast reload nó nằm tốt dưới này mình quên. XP cộng tới 7000 luôn, quá dữ. Reload của đi đâu đây? Go to the Rev Hall. Để mình tìm đường chạy ra khỏi chỗ này rồi tính tiếp.
hay là mình fast travel được mà. À, này 6-7 tầng luôn. Trời, mình đang tầng 6 luôn. Đu xuống gì mà vẫn còn ở tầng 6 sao? Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn gặp bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Và nếu bạn nào thích cái tập này của mình, các bạn hãy cho mình cái like cực bự ở phía dưới và chia sẻ cho bạn bè về cái game này nhiều hơn, tại là một trong cái game mình khá là thích và rất là tâm huyết về cái tựa game này và vẫn muốn quay rất là nhiều cái cho bạn coi. Thì mình sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của tựa game này sớm nhất có thể vào ngày mai. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye. But I know, in the end you'll wish to take it back.